một cái phòng đặc biệt cho bệnh viện, ở đó sự mổ được thực hiện arterial và được thực hiện một cái phòng điện tử, cái phòng phòng các chị operating theater, đúng rồi, operating theater, phòng mổ. Câu số 2. A nurse who is specially trained to assist a surgeon during operation. Một y tá mà người được đào tạo đặc biệt để hỗ trợ, assist và hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật suốt cuộc phẫu thuật. Được gọi là theater nurse. Nurse, đúng rồi. Theater nurse. The part of a hospital which deals with people who need urgent treatment because they have had accidents or are in sudden serious pain. Nếu một phần của bệnh viện mà giải quyết, deal with và giải quyết những người mà cần điều trị khẩn cấp, urgent khẩn cấp, bởi vì họ bị tai nạn hoặc là bị đau nghiêm trọng đột ngột. So surgical operation tổng hợp involving là bao gồm liên quan important organs in the body, những cái bộ phận quan trọng trong cơ thể thì gọi là Major surgery. A doctor who specializes in surgery, một bác sĩ mà chuyên môn hóa, specialized chuyên môn hóa đặc biệt ở phẫu thuật thì gọi là bác sĩ phẫu thuật. Phẫu thuật là surgeon. An anesthetist which removes the fluid in a single part of the body. Okay. Một cái điều gây tê, mà remove lấy đi cảm giác ở một cái phần thôi của cơ thể thì gọi là gì? Local anesthetist. A senior specialized doctor in a hospital, một bác sĩ có chuyên môn hay là kinh nghiệm ở trong bệnh viện thì gọi là gì? Consultant. Ok, bác sĩ cố vấn. A surgical operation to remedy a condition of the heart. Cái việc mổ để mà điều trị một cái tình trạng con tim thì gọi là phẫu thuật tim. Heart surgery. To lift the hands and arms totally before performing surgery, làm sạch tay và các tay totally một cách chu đáo kỹ lưỡng trước khi thực hiện một cái việc mổ. The treatment of diseases or disorder by procedures will require operation to cut into, remove, or to manipulate tissue, organs, or parts. Cái việc điều trị bệnh hoặc là rối loạn bằng những quy trình, procedure, quy trình mà đòi hỏi phẫu thuật. Trong lấy đi hoặc là cái ghép các cái mô các bộ phận của cơ thể thì gọi là surgery, phẫu thuật nói chung surgery là cái từ đại phẩm, cái từ surgery lớn nhất. Ok, thì chưa các chị kiến học tôi nói lại, số một là operating theater, số hai là theater nurse, số ba là ANP department.
summon. Số 4 là major surgery. Số 5 là surgeon. Số 6 là local anesthetic. Số 7 là consultant. Số 8 là heart surgery. Số 9 là stroke. Và số 10 là surgery. Như vậy là hôm bữa trước cô có cô anh chị thêm cái tờ nhưng mà cô thấy là như là đã làm chăm sóc cô rồi, nên cô phải sửa mức tâm ha. Ok rồi, như vậy là tạm chấm dứt chương trình ở đây ha. Hai cô cũng học kỹ thì sang năm học lại.